Tình yêu không phân biệt tuổi tác giữa một chàng trai trẻ tên Hùng và một cô gái quá lứa lỡ thì tên Hậu. Tình yêu của cả hai nhanh chóng nhen nhóm từ việc Hùng cứu Hậu khỏi vòng vây của những tên lưu manh. Tưởng chừng cuộc tình này sẽ viên mãn, bỗng một ngày bản tính lăng nhăng của Hùng đã phá vỡ mọi thứ. Anh ta có sự yêu thích đặc biệt với Trang, một cô gái trẻ xinh đẹp, năng động, không tấn công, cưỡng ép và muốn chiếm đoạt Trang, mặc dù đã có người yêu là Hậu. Liệu Trang có thoát khỏi mối quan hệ tay ba phức tạp hay đồng thuận cấu kết với Hùng vụng trộm sau lưng Hậu? Số phận của Hậu sẽ đi về đâu? Hùng, nguồn cơn của bi kịch, liệu có hối cải? Mời quý vị và các bạn theo dõi những diễn biến mới nhất của tập phim ngay sau đây. Chị! Trang ơi! Cả hai đứa đều ở đây à? Linh tính của một người phụ nữ khiến Hậu nhiều lần băn khoăn và nghi ngờ. Hậu có gặng hỏi Trang nhưng Trang nói không rõ. Sợ phiền đồng nghiệp và cũng sợ mất người yêu nên Hậu chọn cách bỏ qua mọi chuyện và không tách người yêu với Trang ra mà lặng lặng chịu đựng suốt một thời gian dài. Chính quyết định này khiến Hậu phải hối hận sau này. Ra đi làm đi. Alo. Chị Hậu ạ. Ừ chị chị đây. Ăn được nhé hả? Chị đang ngồi ở nhà thôi. Vâng, thế sao giờ này em thấy thằng Hùng nó hơi lạ anh chị ạ? Sao vậy em? Em thấy nó cứ đi leo đeo theo con Trang ấy, hai đứa nó cứ dính nhau như xà ấy. Ui, hai đứa nó làm việc cùng nhau, đi với nhau là chuyện bình thường mà em. Chị chủ quan dễ dãi làm gì ấy, nhỡ mai hai đứa nó phát sinh tình cảm thì sao? Em cứ khéo lo. Chị đừng có tưởng đơn giản, nhỡ mai chị em xong rồi cướp người yêu của chị luôn đấy. Thôi được rồi, chị sẽ để ý xem sao. Áp lực công việc khiến Hậu u uất suốt một thời gian. Hậu quanh quẩn ở nhà để lấy lại tinh thần. Nhưng sự nghi ngờ về mối quan hệ giữa Hùng và Trang càng khiến tâm trí Hậu rối bời. Lời của đồng nghiệp truyền đạt lại khiến Hậu càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Hùng và Trang đang yêu đương sau lưng mình. Buổi tối hôm đó, Trang đi chơi về, bị Hùng bám theo. Anh ta cưỡng ép Trang phải đi chơi với mình. Em đi đâu đấy? Mà giờ này mới về. Liên quan đến anh à? Anh thích liên quan đấy, có được không? Anh quản tôi đấy à? Anh thích quản đấy. Sao nào? Thôi, muộn rồi, hay là anh đi về đi? Không, bây giờ anh muốn em đi chơi với anh ngay bây giờ. Thôi. Hay là anh cứ về đi, mai mình gặp nhau ở chỗ làm nhá. Phải đi chơi với anh ngay bây giờ. Thôi, hay sự kháng cự yếu ớt của Trang khiến Hùng càng hưng phấn. Đúng lúc này Hậu đi làm về bắt gặp hành vi của Hùng. Tuy nhiên sẵn hơi men trong người, Hậu chỉ mơ hồ nhìn Hùng và Trang. Hai đứa làm gì ở đây? Làm gì đâu, mới đi làm về mà. Có chuyện gì đâu mà. Đang đưa em nó về. Đầu sẽ cướp như thế này. Về đi. Mai em gặp anh chị sau nhé. Hôm đó Trang Hùng tham dự sinh nhật của Hậu. Những tưởng mọi hiểu lầm đều được gỡ bỏ. Tuy nhiên sự im lặng của Hậu cũng tạo ra cơn sóng ngầm. Nó có thể bộc phát ra bất cứ lúc nào. Cảm ơn em nhé. Cảm ơn em. Tiếp. Chị em tình cảm quá cơ. Nào, chúng ta cùng nâng ly. Chúc mừng sinh nhật chị. Cảm ơn hai đứa nhá. Vô. Vô. Em xin phép vào kia nghỉ ngơi chứ.
hai chị em cứ nói chuyện tiếp đi nhá. Thằng này vui quá chị ạ. Trang này, trong tất cả những đứa em ấy, em là đứa mà chị quý nhất. Lúc đầu gặp em ấy, chị cảm giác như em là người nhà rồi. Có bất kể chuyện gì cũng có thể chia sẻ với em được. Ngay từ đầu em cũng cứ coi chị như là chị ruột ý. Thế thì hôm nay chúng ta uống tới bến luôn nhá. Nào. Em đi vệ sinh cái. Chào em. Em có biết là hôm nay em xinh đẹp lắm không? Chiều anh một cái đi. Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Bỏ chị hả? Hậu có chút hơi men, chính sự mất tỉnh táo cùng sự bất ức, căm phẫn mà Hùng gây ra đã dồn nén trong lòng, khiến cơn thịnh nộ của Hậu bộc phát. Hậu đã đi đến quyết định điên rồ, đó chính là giết Hùng, chấm dứt sự giày vò về tinh thần và thể xác mà Hùng gây ra cho mình. Những nhát dao mà Hậu chút vào thân thể Hùng khiến cô đau đớn. Mỗi nhát dao của Hậu chứa đựng sự căm phẫn, uất hận, bất lực, thất vọng dành cho Hùng. Hùng đau một thì Hậu đau 10. Người yêu chết giờ đây Hậu phải gặm nhấm sự cô độc cùng ám ảnh tội lỗi. Hậu hối hận nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Cô đã không đủ lý trí để nhận ra tình yêu của mình không thể thỏa mãn được Hùng. Hậu ước rằng mình có thể quay ngược thời gian, ước rằng mình chưa từng gặp gỡ rồi yêu Hùng, để rồi hủy hoại tương lai của chính mình, và rồi Hùng sẽ không chết. Tâm trí Hậu giằng xé vô cùng, cô muốn xin lỗi Hùng. Nhưng suy cho cùng, Hậu phải xin lỗi chính bản thân mình vì đã tin lầm người dẫn đến bi kịch ngày hôm nay.
Trang ơi, chị giết thằng Hùng rồi. Tại cơ quan điều tra, Hậu đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Hậu bởi cơn ghen đã trút mưa dao vào người tình trẻ. Hậu cho biết rất hối hận về hành vi của mình và thành khẩn khai báo mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Trước đây là Hùng cứ mối quan hệ lăng nhăng với cả nhân viên ở quán làm cùng ạ. Vậy nên là hôm sinh nhật tôi cũng nhìn thấy cái cảnh Hùng đè ra để hiếp Trang. Và Trang đang cố chống cự, một phần vì thương Trang, một phần vì quá nóng giận nên tôi đã để cái sự việc nó xảy ra như thế này. Sau cái chết của nạn nhân, vào 19 tháng 2 năm 2019, theo thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, vừa bàn giao đối tượng Trịnh Thị Hậu, sinh năm 1975, trú tại phường Ea Tam cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người. Đến ngày 21 tháng 8, Tòa Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Trịnh Thị Hậu, 44 tuổi, trú tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, 15 năm tù về tội giết người.